Alo, 1, 2, 3, 4. Thân chào tất cả cả nhà. Thì hôm trước mình có đi Gia Trai mua được một số cái món đồ giới thiệu cho cả nhà đỡ buồn. Đây là những món đồ Gia Trai mà mình mua được hôm trước nè quý vị. Đấy, được một cái súp. Cái này là kêu một cái súp. Cái súp này là cái súp nét audio. Cái súp này thì khi mình mua về thì nó xài được. Qua quá trình sửa chữa thằng thánh của mình thì nó đã đi bụi luôn rồi. Lúc đầu nó hát đường kênh cái gì. Còn mấy cáo luôn, súp này mua 50.000. Lúc đầu thì nó hát đường kênh R nè. Kênh kia nó nhỏ xíu tiếng à. Rồi mình tháo ra. Mình tháo nó ra rồi mình hàng đồ lại. Rồi xong rồi bây giờ game vô nó nóng hổi cái cục biến áp luôn. Vì thế mình sửa hay kinh chưa. 50.000 đã đi bụi nhưng mà mình sẽ kiếm cái mặt, cái mặt giải mã khác mình sẽ gắn vô. Súp này còn mới lắm. Rồi, cho nó qua một bên đi. Được một con chuột. Không dây. Chuột không dây. Đây là con chuột không dây, nó còn có con chip luôn à. Tắt mở nó còn sáng nhưng mà cái đèn nó nháy sao mà nhìn thấy nó nháy kỳ quá. Nó không có nháy mà tốt kia lắm. Cũng nghi ngờ nó. Không biết có xài được hay là không. Thôi kệ đi. Đồ dây chai. Được một cái cục củ sạc. Cái hiệu là gì không biết luôn. Mình thấy củ sạc là mình lụm à. Đây là mình giới thiệu nè, mình có nguyên hộp củ sạc nè. Nguyên hộp hũ luôn. Thấy là mình lụm à. Lại thêm một cái củ sạc nữa. Củ sạc này chắc giỏm quá. Con Apple. Vì không phải Apple, đúng rồi Apple. Hai cái củ sạc. Một con chuột. Được một cái súp nữa quý vị. Đây là cái súp nữa nè. Cái súp này thì nó cũ hơn cái súp kia. Được con cái là nó hiệu như là sao mát hay gì. Đây nè, sao mát A810. Đó. Được cái súp sao mát. Cái này thì người ta chặt cái cọng dây này mất tiêu rồi. Chặt cọng dây bỏ. Mình nối lại. Mình đã nối lại cọng dây này nè. Và khi mà mình hát á thì nó đã ok ha, hát hay lắm nha. Dùm vô nè, bật lên nè, nó còn. Và nó còn hai kênh đàng hoàng luôn, không cần phải sửa chữa gì hết á. Còn hai kênh luôn. Đó. Hát rất hay. Cái súp này cũng 50.000 nữa quý vị. Đây. Thì bù lên cái súp này coi như là mình cũng còn lời. Hát rất là hay luôn. Tại mình sẽ dính bản quyền này kia cho nên mình không có hát. Được hai cái súp. Rồi, để đây đây. Súp kia thì đi lưu bụi rồi. Được một cái lo. Cái lo dây chai nó dơ kinh luôn. Tại mình chưa có thời gian, mình chưa sửa. Một thời gian sau mình sẽ sửa những cái lo dây chai. Cộng dây của nó nè. Bèo hết trơn. Lò nữa. Mình mua được cái đèn. Đây là cái đèn năng lượng mặt trời. Nhưng mà mình nghĩ là nó cái đèn này năng lượng mặt trời nhưng mà chỗ này là cái cảm biến nè. Cảm biến chuyển động.
Hay cái đèn này nó hoạt động thế này nè, khi mà có điện vô thì nó không có cái cảm biến, nên không có sử, nó không có xài tới ban đêm á nó mới xài ha. Thì mình nghĩ là cái đèn này led thì chắc chắn nó sẽ còn đó, còn cái cảm biến thì nó còn xài được hay là không thì mình cũng chưa có test ha. Đây còn đây là cái này là cái máy bắt mũi gì vậy? Bắt mũi để mình test thử này. Cái này coi, đây tìm được cái chui rồi nè, ghim vô đây ha. Đó thì mình ghim vô đây, nó có hai cái nút like, like là sáng nè, còn cái chữ mid này là gì mình cũng không biết luôn nữa. Nhắn vô đây coi. Ôi không lên nè. Ê lên 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 đèn rồi nè, lên đèn nè, like nè, đấy đấy đỏ rồi nè. Tại nãy cái chui điện mình không có ăn, màu đỏ nè. Ê màu tím tự nó chuyển màu luôn nè. Thôi nên mình tắt đèn thử coi. Ồ ấy màu xanh. Ok đó rồi, để đây luôn, được một cái đèn, một cái máy bắt mũi xài được luôn đấy. Tiếp theo mà được một cái lo gì net audio nè, đứt dây cái lo luôn. Mình mua được lại gặp cái này lụm luôn. Cái này là cái đế sạc điện thoại, cái đế cái gì ta kêu bằng cái giá đỡ điện thoại, hít đó, điện hít nè, kéo lên luôn, hít đâu có gì thấy nó hít hay lắm, anh hít nè, hít đó, thấy lụm luôn. Cái này thì cũng rẻ, thì ngày hôm nay mình có đi với chai và mua được vài cái món đồ như vậy ha. Trong đó thì được có cái súp, mấy cái súp thì rất là tốt, cái đèn tiếc nhất là cái súp này nè, súp này quá im luôn, mà với khả năng thần thánh của mình thì nó đã theo ông theo bà nó tốt rồi đó. Có vài món đồ cũng giới thiệu lên cho quý vị và các bạn xem cho đỡ buồn ha. Thân chào, hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo của mình. Bye bye.